Xin chào các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Ibrahimovic và trận đấu sinh tử với Ronaldo. Ở trận lượt về playoff giành quyền đi Brazil dự World Cup 2014 giữa Thụy Điển với Bồ Đào Nha, Ronaldo và Ibrahimovic biến hiệp đấu giàu sức sống đó thành sàn diễn của riêng họ khi cả hai đua nhau nổ súng, ghi cả 5 bàn thắng. Nhưng trong cuộc đua đó, Ronaldo một lần nữa lại là người chiến thắng. Ibrahimovic bằng tất cả nỗ lực đã lập một cú đúp để khẳng định vị thế đầu tàu của Thụy Điển. Cùng Mr. Zero xem lại trận đấu Ibrahimovic và trận đấu sinh tử với Ronaldo. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Từ khi Zlatan Ibrahimovic chuyển đến Serie A trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi, rất nhiều người đã mong đợi được chứng kiến một trận cầu đỉnh cao giữa hai ngôi sao bóng đá hàng đầu hiện nay. Không phải đến bây giờ mà cách đây 7-8 năm, những trận đấu có sự góp mặt của cả Ronaldo và Ibrahimovic luôn thu hút được sự chú ý đông đảo của dư luận. Thành thực mà nói, chúng cũng hot chẳng kém gì những lần Siro tranh tài cao thấp trong các trận El Clasico cả. Để thấy được sự căng thẳng và hấp dẫn của cặp kỳ phong địa thủ này, Mr. Zero xin mời các bạn cùng đến với video ngày hôm nay, Ibrahimovic và trận đấu sinh tử với Ronaldo. Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới bốc thăm phân cặp Playoff World Cup 2018, người hâm mộ đã háo hức chờ đợi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển, bởi đây là trận chiến có sự góp mặt của những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Trong đội hình của đội tuyển được mệnh danh Brazil của châu Âu, đáng chú ý có những gương mặt như Ronaldo, Pepe, Coentrao, Luis Nani, Bostiga. Bên kia chiến tuyến, Ibrahimovic cùng các đồng đội Kakanitlik, Larsson cũng đang quyết tâm trở lại với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi vắng mặt ở World Cup 2010. Tâm điểm trong trận đấu Bồ Đào Nha - Thụy Điển sẽ là cuộc đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Ibrahimovic tại châu Âu. Đây là hai tiền đạo đang gây ấn tượng rất lớn về khả năng săn bàn. Ở thời điểm đó, so sánh về hiệu suất ghi bàn từ đầu mùa giải, Ronaldo nhỉnh hơn Ibrahimovic một chút. Sau 17 trận ra sân, CR7 sút tung mình lưới đối phương 24 lần. Còn với Ibra, cầu thủ khoác áo số 10 của PSG có 14 lần lập công và thực hiện 5 pha kiến tạo sau 15 trận. Ngay ở phút 15, trung vệ Bruno Alves đã có pha bật cao đánh đầu rất hiểm hóc, nhưng với phản xạ tuyệt vời của thủ môn Isaacson, bàn thua đã không đến quá sớm với đội chủ nhà. Sau đó chỉ 7 phút, Ronaldo bắt đầu lên tiếng bằng một pha dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng đáng tiếc là cú sút của anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Nếu nắng nót hơn, ngôi sao người Bồ hoàn toàn có thể mang về một bàn thắng cho đội bóng áo màu bã trầu. Thụy Điển cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với trận lượt đi, mà dễ nhận thấy nhất là khâu cầm bóng với 62% thời lượng, khác một trời một vực so với 36% ở Lisbon thứ 6 tuần trước. Nhưng ưu thế về giữ bóng đó không mang lại được điều gì tích cực. Hai bàn thắng mà họ ghi được đều đến từ các pha cố định và dựa vào khả năng độc lập tác chiến của Ibrahimovic hơn là kết quả từ những tình huống phối hợp bóng sống như cách Bồ Đào Nha đã làm trong cả ba bàn thắng. Thụy Điển cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng chỉ có 5 cú dứt điểm trong hướng cầu môn bằng Bồ Đào Nha. So về tổng số pha dứt điểm, đội của Ibrahimovic thậm chí còn kém xa đội của Ronaldo 9-17. Sự tương phản đó cũng thể hiện rõ ở chỉ số của hai ngôi sao sáng nhất mỗi bên. Ibrahimovic
cả trận chỉ có thể tung ra 3 cú dứt điểm, 2 trong số đó đi trong hướng cầu môn, ghi 2 bàn. Trong khi đó, Ronaldo có tới 12 cú dứt điểm, 4 đi trong hướng cầu môn và ghi 3 bàn. Bồ Đào Nha cũng gián tiếp giúp Thụy Điển cầm bóng nhiều hơn khi họ đã đúng với tâm thế của một kẻ đi làm khách, chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công nhanh và nhường quyền kiểm soát thế trận cho phía chủ nhà. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra. Tuyến giữa của họ lùi sâu, tích cực hỗ trợ, che chắn cho hàng thủ. Moutinho là người chơi nổi bật hơn cả trong hiệp 1 khi liên tiếp có nhiều tình huống can thiệp, thu hồi bóng xuất sắc. Với đấu pháp đó, Bồ Đào Nha đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn hẳn khi Nhữ Thụy Điển say mùi tấn công và từ đó sơ hở ở tuyến sau. Thế nhưng trong những phút của hiệp 1, dù đã rất cố gắng nhưng cả hai bên đều không ghi được bàn thắng. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa không đều. Trận lượt về playoff giữa Thụy Điển với Bồ Đào Nha chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp 2. Sau hiệp đầu có phần ít hứng khởi và sự thận trọng, hai đội đá như liên đồng, tạo ra vô số cơ hội để rồi ghi được 5 bàn thắng. Ronaldo và Ibrahimovic biến hiệp đấu giàu sức sống đó thành sang diễn của riêng họ khi cả hai đua nhau nổ súng, ghi cả 5 bàn thắng. Nhưng trong cuộc đua đó, Ronaldo một lần nữa lại là người chiến thắng. Nếu không vì Bruno Alves, Ronaldo và Almeida quá vô duyên, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể dẫn bàn ngay từ hiệp đầu. Hiệp đấu mà phía chủ nhà không có bất kỳ pha bóng nào thật sự nguy hiểm. Khi Thụy Điển thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu trong hiệp đầu để bắt đầu chơi ăn miếng trả miếng, Larsson đáp trả tình huống hỏng ăn của Ronaldo bằng một pha hỏng ăn gần tương tự chỉ sau một phút. Tuy nhiên, khi Thụy Điển còn chưa kịp tiếc nuối với pha bóng đó, họ bất ngờ nhận thấy bóng nằm gọn trong lưới nhà sau tình huống phản công nhanh như điện của Bồ Đào Nha. Moutinho là người truyền quả quyết định để Ronaldo lập công. Phải đến lúc này, Ibrahimovic mới lên tiếng và anh không chỉ hắng giọng một lần. Chỉ 4 phút sau pha chạy chỗ đánh đầu đón quả phạt góc gỡ hòa một đều ở phút 68, tiền đạo tự nhận là Đức Chúa Trời nâng tỷ số lên 2-1 cho Thụy Điển bằng pha đá phạt trực tiếp sấm sét. Tỷ số chung cuộc lúc này là 2 đều, nhưng Bồ Đào Nha vẫn có lợi thế một bàn trên sân khách và Thụy Điển vì thế cần ghi thêm một bàn nữa để hiện thực hóa hy vọng ngược dòng đi Brazil. Tuy nhiên, cú đúp đó lại có tác dụng như một thứ chất xúc tác giúp siêu sao bên phía Bồ Đào Nha bừng sáng chói lòa hơn. Nếu Ibrahimovic cần tới 4 phút để thực hiện cú đúp vào lưới Rui Patricio, Ronaldo thậm chí chỉ cần đúng 2 phút để ghi các bàn thứ 2 và thứ 3 của riêng anh trận này để hoàn thành cú hat-trick ngay tại Sona. Giữa lúc khí thế của đội chủ nhà đang lên nguồn ngụt,
Ronaldo liên tiếp dội vào đó hai xô nước lạnh với những pha dứt điểm gọn gàng từ hai đợt phản công chớp nhoáng ở các phút 77 rồi 79. Phút 77, CR7 thoát súng, nhận đường chuyền của Almeida và dứt điểm ở góc hẹp khiến khán giả Thụy Điển có mặt trên sân phải chết lặng. Cũng chỉ 2 phút sau, ưu thế tốc độ một lần nữa được Ronaldo phát huy khi anh vượt qua các hậu vệ và cả thủ môn Isaacson để ghi bàn thắng thứ 3, hoàn tất cú hat-trick của riêng mình trong một trận cầu đỉnh cao. Cục diện một lần nữa xoay chuyển chóng mặt theo hướng có lợi cho Bồ Đào Nha và gần như làm nhục ý chí của Thụy Điển. Tỷ số chung cuộc lúc đó đã là 4-2 cho đội khách và muốn đi tiếp, Ibrahimovic cùng đồng đội phải ghi thêm 3 bàn, nhiệm vụ mà họ thấy rõ là bất khả thi. 15 phút cuối tính cả bù giờ, vì thế là thời gian cực hình với phía chủ nhà, trong khi Bồ Đào Nha chơi với tâm trạng thoải mái và đôi lần suýt nới rộng cách biệt với những cú dứt điểm của Ronaldo. Nhưng 3-2 ở lượt về và 4-2 chung cuộc cũng là kết quả đủ để Bồ Đào Nha và những cổ động viên ít ỏi của họ theo chân sang Sona nổ tung trong niềm phấn khích tột độ. Kết quả chung cuộc của cặp đấu này là 4-2 nghiêng về Bồ Đào Nha. Điều đó đồng nghĩa với việc sau Euro 2012 và World Cup 2010, đây là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng của Cristiano Ronaldo giành vé vớt dự một sự kiện bóng đá lớn qua cửa hậu vòng playoff. Thụy Điển sẽ lần thứ 2 liên tiếp phải ngồi nhà xem World Cup. Năm 2010, khi ngày hội này diễn ra ở Nam Phi, họ vắng mặt vì không vượt qua nổi vòng loại, thậm chí còn chẳng mong man được tới vòng đấu playoff. Việc Bồ Đào Nha đoạt vé đi Brazil là kết cục hoàn toàn hợp lý và xứng đáng, bởi trong cả hai lượt trận, Ronaldo và đồng đội đã chứng minh hùng hồn rằng họ mới là đội bóng mạnh hơn, giàu khát khao hơn và biết cách tận dụng cơ hội tốt hơn so với đối thủ Bắc Âu. Thậm chí, nếu Ronaldo không quá vô duyên ở trận lượt về hôm qua, Bồ Đào Nha lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn một hoặc hai bàn nữa. Các bạn vừa cùng chúng tôi xem lại trận đấu sinh tử giữa Ronaldo và Ibrahimovic. Mặc dù đã 7 năm trôi qua, tuy nhiên mỗi khi nhắc đến hai ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu giáo, người ta vẫn thường lấy trận cầu kinh điển tranh vé vớt tham dự World Cup 2014 ra làm ví dụ để thấy được sự cạnh tranh gay gắt của cặp đôi kỳ phồn địch thủ này. Và khi đã về chung mái nhà Serie A, màn so tài hấp dẫn như vậy liệu vẫn còn tiếp diễn? Hãy cùng chúng tôi chờ đón bằng cách để lại một like, share và subscribe cho kênh. Mr. Zero sẽ đưa đến các bạn những trận cầu hấp dẫn nhất hành tinh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.